Say hi. Hi. Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ có một món mới muốn chia sẻ cùng mọi người nha. Món này là món chả cá với lại thường thường ấy thì chả cá người ta bán ấy thì nó cũng có một vị nhạt nhạt ăn với lại nước súp. Hay là ăn với cả mì hoặc là bún riêu thì ăn với lại chả cá này nha các bạn. Mình muốn ăn chung với cơm ấy thì mình muốn làm cho nó chua ngọt để mà ăn cho nó ngon hơn đó các bạn, nên là mình sẽ giới thiệu với các bạn món của món chả cá chua ngọt này nha. Nguyên liệu mà mình dùng ấy thường thì chỉ có nước mắm, fish sauce. Cái loại của mình dùng ấy là loại cá mực nha các bạn, không phải là loại cá đâu nha. Còn cái này ấy là sốt ớt chua ngọt đó. Ăn rất là ngon. Thì thường thường người ta ăn với lại chả giò hay là ăn với lại thịt gà, đùi gà. Còn hôm nay thì mình sẽ cho món này với lại cái này chung với nhau. Nếu mà bạn muốn cho nó thêm màu sắc nó đẹp hơn, đen đen hơn ấy, thì mình sẽ bỏ một ít dầu với lại một ít đường để cho nó giống như là một loại kẹo đắng đó các bạn. Mình sẽ nấu và các bạn có thể nhìn nha các bạn. Ok, mình bắt đầu nha, bật lửa lên. Đầu tiên thì mình cho một ít dầu nha, ít thôi nha. Rồi mình sẽ cho một ít đường, khoảng chừng một muỗng. Khi mà nó nóng thì nó sẽ đen đen giống như là kẹo đắng đó các bạn. Thì người ta cũng nấu kẹo đắng như vậy thôi chứ đâu có gì khác đâu. Rồi bắt đầu ấy mình bỏ chút nước mắm vào để cho nó nước mắm với đường với lại dầu để cho nó thành ra kẹo đắng mà mặn mặn nha các bạn. Lát nữa mình sẽ cho thêm thì tùy theo khẩu vị của mỗi người. Nếu mà bạn nào mà muốn ăn mặn hơn ấy thì một lát nữa hăng nêm. Còn bây giờ ấy, thì mình chỉ có muốn làm cho nó thành ra kẹo đắng cho nó đổ màu. Nấu một lúc thì cái này nó sẽ đổ thành màu nâu nâu đen đen nha các bạn. Tại vì ấy, mình muốn kho chả cá với lại chua ngọt, xúc nước sốt chua ngọt này nè, ăn chung với cơm thì rất là ngon. Đó, đang đổ màu sắc rồi đó. Nấu mà một khi nó khô này nó sẽ đổ thành màu nâu nâu đen đen này các bạn. Đó, ngửi rất là thơm nha. Đó, nó màu nâu đen đen đó, nâu nâu đỏ đỏ hồng hồng đó. Đó, nó sắp sửa đóng cục lại rồi đó các bạn, và kẹo đắng đó. Rồi bây giờ bắt đầu là mình sẽ bỏ chả cá của mình vào nha. Thì ấy, bây giờ ấy mình sẽ bỏ luôn cả nước sốt chua ngọt vào để cho nó hợp chung với lại chả cá của mình nha. Thì tùy theo nếu mà bạn muốn nhiều hay ít sốt á thì bạn cho nhiều hay cho ít nha. Tùy mỗi một người thì ăn khác nhau, nhưng mà mình thì mình cho vài trước rồi ấy mình sẽ xem mùi vị nó như thế nào. Nấu như vậy ấy, để ăn với cơm thì rất là ngon. Nếu nhà nào có dưa chua hoặc dưa leo thì ăn chung vào thì càng ngon nữa nha. Mình đang là nấu cơm rồi. Hi Kimmy. Hi. What are you eating? What are you cooking? Đó, các bạn thấy màu sắc nó đổi chưa? Rất là ngon. Nó có mùi vị ngọt, cay cay. Tại vì ở trong đây nó có ớt luôn các bạn. Đã có sẵn ớt rồi nha. Nó sẽ hơi cay thôi, không cay nhiều đâu. Rất là thơm. Bạn có thể nêm nếm á, dùng cái đũa mình nếm thử nha.
Mùi mị giống như là chua chua mà ngọt ngọt, mà giống như là mình nướng cái con cá mực cá chỉ vàng á. Rồi bắt đầu là mình lấy tương tương me mà nó giống giống như vậy nè, nhưng mà nó là tương me ấy, chua chua ngọt ngọt rất là ngon mà thơm nữa. Mình muốn nấu cho thêm lớp nữa để cho nó cảm giác như là nó cháy cháy, nó sần giòn, nó sần sật đó các bạn. Nếu mà bây giờ mà mang ra ăn thì cũng được rồi, nhưng mà mình muốn đợi cho thêm 1 phút 2 phút ấy, để cho nó được đậm đà, nó được đậm đà hơn với lại cái miếng này nè, thì nó sẽ ướp sóp vào á, ăn rất là ngon nha. Mình càng để lâu ấy thì cái phần xung quanh của cái miếng chả cá này nó sẽ được ăn giòn và rất là mịn. Ở bên trong thì nó vẫn mềm nha. Nếu mà mình cứ đều như để mình cứ đảo như vậy nè, mình càng đảo nhiều ấy thì nó càng đều. Còn nếu mà người nào mà cứ để vậy mà không có đảo ấy thì nó chỉ có chín một bên mà không chín hai bên. Thì nấu ăn ấy ngon là cái bỏ tâm tư vào trong thức ăn. Thì nếu mà mình bỏ vào một ít thời gian đó mà mình đảo đều như vậy nè thì nó sẽ chín đều luôn nha các bạn. Ok, vậy là đã là ngon, rất là ngon rồi các bạn. Nhìn đã cháy luôn. Các bạn có người thấy mùi thơm không? Nhìn nè, rất là ngon. Cái miếng này là miếng này là chả cá nha các bạn. Ở trong đây nó có một ít tiêu, với lại cái này tại vì hương vị nó là chả cá cho nên là nó không có giống như là loại chả thường nha. Đó, mình để trên bếp một nóng một ít nữa thì cái nước sốt ở dưới nó sẽ động lại vào hết những cái miếng thịt nào ở dưới đáy á, rất là ngon nha. Thì mình bảo rồi đó, cứ nấu thêm thì nó sẽ càng ngày nó đừng có nấu lâu quá thì nó sẽ bị cháy, còn nếu mà nấu vừa thì rất là ngon các bạn. Nóng quá mình không biết nên có nên ăn thử không. Cái yummy. Mùi vị thì vừa đó các bạn. Còn nếu mà các loại người nào mà mua loại chả cá mà nó hơi nhạt nhạt đấy thì mình nên cho thêm tí nước mắm vào rồi mình đảo thêm lúc nữa nha. Còn mình ấy thì nó vừa đủ rồi. Đó, rất là ngon. Lát nữa mình sẽ chụp hình và quay cái lúc qua mình soạn cơm lên cho các bạn xem nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã coi và ủng hộ cho mình nha. Bye các bạn. Can I say bye? Ok. Hello. Xin chào mọi người. Bây giờ bắt đầu mình sẽ ăn một tô cơm nhỏ chung với lại món mà mình mới nấu nha. Chả cá chua ngọt nha. Rất là ngon. Khi em biết cơm này mới nấu xong các bạn, rất là ngon luôn. Ăn cơm rất là ngon nha. Chị quan tâm. Chị quan tâm. Too spicy. No, you don't want it. Okay. Are you gonna eat it, okay? Yes? Okay, mọi người. Mommy home.